với cái clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật ươm hạt mãng cầu ta, hay gọi là mãng cầu thường đó. Thì cái việc đầu tiên á, thì chúng ta chuẩn bị hạt giống, thì như ở hình 1 á, thì hạt giống chúng ta chuẩn bị như thế, và chúng ta bóc vỏ ra như ở hình 2. Thì việc đầu tiên á, thì cách chọn hạt thì chúng ta nên chọn những hạt giống khỏe chắc và hạt giống tiêu chuẩn. Thì đầu tiên chúng ta dùng những cái hạt ở hình 2 á, chúng ta ngâm vào trong nước ấm, cộng thêm 20ml phân bón T2, nước ấm tầm khoảng cỡ 2 sôi 3 lạnh, nhiệt độ khoảng tầm 40 độ C. Thì chúng ta ngâm trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ thì chúng ta vớt hạt ra, rửa sạch chất nhờn, cho vào vải ướt hay là bông gòn nhé. Chúng ta ủ, và đặc biệt là chúng ta phải ủ trong bóng tối. Thì 2 ngày sau kiểm tra và đảo hạt, đảo nhẹ nhàng cẩn thận tránh gây gãy mầm. Thì hạt lúc này nó sẽ nứt nhanh, rễ nhú ra khỏi vỏ đen và chúng ta bắt đầu ươm vào bầu. Thì khi mà hạt nứt ra thì chúng ta ươm vào bầu. Thì ở cái clip này thì các bạn xem, chúng ta gieo vào bầu thì chuẩn bị đất gieo bầu, thì 1/2 đất bột, 1/2 trấu hung, cộng 20g phân hữu cơ vi sinh. Hạt chúng ta nếu ai có điều kiện thì có thể dùng 100g phân dung trùng quế, chúng ta trộn vào. Giá thể gieo hạt phải được xử lý sát trùng, diệt trừ nấm dại. Thì chúng ta cần phải pha thêm 100ml vi xích 5EC cộng 10ml chế phẩm T5 trong bình 10 lít phun cho bầu đất, và phun định kỳ 7 đến 10 ngày phun một lần. Thì về bầu gieo hạt thì kích thước tầm khoảng 12 x 14, thì có thể dùng màu đen hoặc bị trắng cũng được, thì nó cái này cũng không nhất thiết mấy. Thì khi mà tiến hành gieo bầu thì hạt đặt vào bầu đất, rễ cắm xuống dưới, phủ một lớp đất mỏng khoảng 2cm lên phía trên. Thì về vườn ươm thì nên làm nền đất cao, thoáng nước tốt, đã xử lý sát trùng đất để tránh một số trường hợp bị bệnh lây nhiễm qua rễ cây, và có lưới chắn che cho vườn ươm nó mát xung quanh. Thì về cái cách chăm sóc thì nên tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tưới vừa đủ, không nên tưới quá nhiều để cho cây gây ngập úng. Và khi cây cao tầm 10 đến 12cm thì chúng ta tháo những cái lưới đen ra, lưới chắn nắng ra, thì mà để cho cây nó hấp thụ nắng. Và khi cây đạt chiều cao từ 13 đến 15cm thì ở độ cao này thì cây hoàn toàn tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn giữ ni lông tránh mưa chống ẩm cho cái cây. Và trong thời gian thì cây đạt từ 35 đến 40cm thì chúng ta có thể đem vào bầu sản xuất, có thể đem ra trồng được rồi. Thì đây là cái cách ươm hạt cho cây mãng cầu ta, thì bà con có thể tham khảo.